Kính thưa chào Phó Giám đốc, chào Chủ nhiệm, chào Giám đốc Caritas, chào truyền thông, quý cha trong Ủy ban đơn gọi, quý cha của Chủ viện, quý sư, quý thầy, anh em ứng sinh và tất cả mọi người. Chúng ta đã có một buổi sáng thật là sôi động. Tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta đã cùng nhau để tạ ơn, để quy tụ, tìm hiểu về ơn gọi. Và xin chúng ta tin rằng Chúa sẽ chúc phúc cho những con đường ơn gọi của mỗi người chúng ta. Làm ai đổ sẵn rồi đấy. Xin được cảm ơn tất cả mọi người, nhất là sự vất vả của ban tổ chức, các quý cha trong ủy ban ơn gọi, quý cha công tác ở chủ viện, nhất là sự vất vả của quý thầy, ban điều phối viên và tất cả mọi người, và nhất là ý thức của tất cả chúng con. Ở giờ đây thì chúng đã đến giờ cơm, chúng ta xin Chúa chúc lành cho cuộc ăn của chúng ta. Chúa xin Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ta sáng được Cha, chỉ đến ý Cha thế hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ vỡ nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúa xin Cha và Con và Thánh Thần. Ăn ngon miệng nhé, ăn ngon miệng. Rồi quý chúng ta nhắc từ lúc trước, thưa quý vị, không biết là lấy đâu ra bánh ra cơm để mà nuôi hơn 2.000 bạn trẻ. Ăn hết ăn ngon nhá. Để cho các người cứ đẹp hơn nữa, thì sau khi chúng con dùng ăn xong thì chúng con giúp cho ban tổ chức di chuyển các cái đĩa vào trong khu vực của bác, để chúng con giúp các thầy các sơ kiểu bác luôn. Đồ ăn rất nhiều đồ ăn để cho chúng. Con xin được kính mời quý thầy, quý sơ của các hội dòng, chúng ta di chuyển khu vực bên trên đây vì chúng con đã chuẩn bị cho quý thầy. Chào cha trưởng, cha trưởng. Lấy đầu là bánh để mà nuôi hơn 2.000 người ăn. Lấy đầu là bánh để nuôi hơn 2.000 người ăn. Quý khách mời, chúng ta di chuyển khu vực bên trên để chúng ta. Rồi, cảm ơn cha trưởng. Và bạn nào đã lấy cơm rồi thì chúng con di chuyển ra bóng cây mát để chúng con ngồi. Chúng ta nhường không gian cho các bạn khác lấy. Và trong khi ăn thì quý thầy, quý sơ, các hội dòng vẫn tiếp tục truyền lửa ơn gọi lại chúng con. Nên chúng con tìm đến quý thầy, quý sơ để chúng con tiếp tục làm phiền tìm hiểu ơn gọi nữa. Nên chúng con đừng có ngại. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức rất vui vì số lượng các sinh viên đã ủng hộ chương trình rất nhiều như vậy. Thế các bạn, chúng con cố gắng công tác các ban tổ chức. Xin chúng con ưu tiên cho quý thầy. Ăn cơm đi. Xin chào các bạn, chúng con lấy đủ ăn thôi. Chúng con lấy đủ ăn rồi sau đó chúng con ra ngoài ngồi uống nước, giao lưu và thỏa nước chuyện với nhau. Và khi nào hết đồ ăn thì chúng con lại trở vào trong để chúng con lấy. Và chúng con ưu tiên dành hai bàn, hai khu vực trên này để cho những thầy và quý cha. Chúng con quan tâm ban tổ chức đã chuẩn bị đủ đồ ăn cho chúng con. Vì vậy thì chúng con lấy một số lượng vừa phải và sau đó chúng con nhường không gian lại cho các bạn khác lấy. Chúng con đừng vì mình no mà để bạn bên cạnh mình đói. Chúng ta cùng lấy cho nhau, cấp cho nhau và chúng ta cùng nhau đưa nhau đi ăn. Rồi, chào chào lắm. Chúng ta đưa nhau đi chỗ thật nhau đi ăn ra bên ngoài ngân ăn. Ăn cho no lên nhé, mà có sức mà đi tu nhé. Dạ vâng ạ.
các bạn chỉ cần lấy một ít nhỏ thôi, chúng ta lấy ra đủ năm để cho dành không gian các bạn đang lấy được không? Chúng ta lấy hơn đủ năm một ít. Và xin những người tập luyện viên của chúng tôi hiện nay, những bạn sinh viên có thể giúp cho những người tập luyện viên các bạn tập luyện viên các bạn sau đó được các anh chị đưa vào một đơn vị cho hai ngàn người bạn đưa hai ngàn người đây là rồi, không biết lấy đâu ra bánh người hơn 2.000 người, hơn 2.000 bạn trẻ ăn. Nhưng mà tất cả đều được ăn no nê ngày hôm nay. Mời cơm. Cơm. Ăn ở khắp mọi nơi. Cơm này còn nhiều nhá, ăn nhiều no nhá. Trời ơi.
đây là trang công đây này, cái người này là người quản lý đây này, lo cho hơn 2.000 người ăn đây này. Đây trang công đây là trang quản lý. Tất cả mọi người đã công tác cho cái ngày này mới được gọi được thành công tốt đẹp. Vâng, cảm ơn trang quản lý nhá, hôm nay để cho các cha các sơ các thầy các em hơn 2.000 bọn trẻ được ăn non đi. Chúc cho cha luôn được nhiều sức khỏe, đây rồi cha tiếp tục phục vụ cho chúng viện nhé. Vâng, xin mọi người các ân nhân đó là ủng hộ cho các thầy ở chúng viện Lê Bảo Tĩnh. Đây là trang công, đây là hàng ngày phải lo cho các thầy có bữa ăn ngon, có giấc ngủ ngon đây này. Đấy, xin công tác với trang công để lo cho các thầy trong gọi nhé. Cảm ơn nha. Đấy, cả một biển người ăn mà bây giờ là tất cả mọi người đều được ăn no nê rồi đó, mà còn dư thừa phải đến 20 thúng đầy, cha Hà đang còn phải dư thừa đến 20 thúng đầy đó. Phép lạ, hoa bánh là nhiều đó, đúng không? Mọi người đều được ăn no nê và vẫn còn dư đến 20 thúng đầy. Đấy, đồ ăn đang còn dư đây này. Đây không phải dư đâu. Đây không phải là dư nhưng mà tí nữa còn các thầy. Nãy giờ các thầy phục vụ cho các em ăn thì chốc nữa các thầy sẽ ăn cái phần gọi là leftover, tức là phần còn lại. Đấy. Đây là cá khô ba lạng này. Thịt kho này. À, để cho đi ăn đây tí. Đấy, mọi người ăn non đi. Và đang còn dư rất nhiều. Và trong bữa ăn ngày hôm nay thì các sư dòng Mân Côi Bùi Chu xin được gửi tặng quý cha, quý thầy, quý sư và tất cả các bạn tham dự viên vũ khúc hãy đến mà xem. Thì các bạn chúng ta có thể hướng nhìn lên khu vực trung tâm để chúng ta hãy đến mà xem đây này. Xem ai cũng được ăn no nê đây này. Đấy là sơ Thủy là phục vụ cho các em đây này. Hai sơ nha. Đó. Hãy đến mà xem. Ai cũng được ăn non đi. Các em rất là văn minh, rất là lịch sự. Ăn không có xả rác. Đây, các con đây này. Không có em nào xả rác hết. Ai cũng được ăn non đi. Các em ăn ở khắp mọi nơi. Ăn no chưa? Ăn no chưa? Ăn no rồi. Đó. Chào con nhá. Chào con nhá. Mọi người đều được ăn no nê. Ai cũng được ăn no nê. Mọi người được đều ăn no nê. Sơ Hương ăn nhiều nhất đây này. Đó. Cảm ơn Chúa. Con ăn chưa mà đứng đây mà mua? Ăn chưa? Ăn no rồi nhá. Ăn no thì vô mua nhé. Đấy. Chào các thầy các chú. Con ăn no chưa? Rồi, ăn no nhá. Mới đi về à? Mọi sự tốt đẹp không? Chúc cho mọi sự tốt đẹp nhé.
xin lỗi. Hôm nào đi? Đi với giáo sư luôn. Dẫn đoàn Thanh Thủy đi. Cố gắng nhá. Cố gắng nhá. Đấy. Mọi nơi mọi chỗ đều có người. Lần nữa nào. 2 3 Đây, các bạn mới ăn xong thì bây giờ đang giải lao nghỉ trưa để bắt đầu vào chương trình buổi chiều. Xe cứu thương của Caritas túc trực sẵn ở đấy. Xem không may nhớ có em nào bị sao thì sẽ đưa đi luôn, nhưng mà tạ ơn Chúa là các em khỏe may, không có em nào bị sao hết. Rồi chào con nhá. Chúng con có đi dòng Francisco không? Có thích đi dòng Francisco không? Ăn no chưa? Ăn rồi. Đấy, nhà ai có con thì cho các bé đi, các em đi tìm hiểu ơn gọi. Biết đâu con cái mình mai kia sẽ làm cha, làm sơ, làm thầy. Chào thầy Cấm.
mất côi Bùi Chu, mất côi Bùi Chu rất nhiều. Thật sự là đáng mừng. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!